Chương một. Vụ cháy kinh hoàng Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đêm ấy là một đêm cuối tháng 8 oi bức Không một chút gió, không một hạt mưa Cây cối cũng không buồn nói chuyện Bỗng nhiên một tiếng kêu thất thanh đã xé toạc bầu không khí ngột ngạt ấy Cháy Cháy nhà Cháy nhà rồi Cháy nhà rồi bà con ơi Một ngôi biệt thự xinh xắn màu xanh nước biển đang chìm trong biển lửa hơn 10 chiếc xe cứu hỏa được điều đến gần như là ngay lập tức. Trong đám lửa, một anh sinh viên trẻ ẩm một cô bé khoảng 4 tháng tuổi, mặt mày đen nhẽm, thất thần khóc không thành tiếng phóng ra. Nhiều ngày sau đó, công an cũng đã huy động toàn bộ lực lượng điều tra. Mọi người ai cũng xôn xao về việc này. Bởi vì hai nạn nhân trong vụ cháy này là ông Nguyễn Đại Bảo, giám đốc tập đoàn Đại Phong. Tập đoàn lớn nhất đất nước thời bấy giờ và ngôi sao màn bạc xuất sắc của đất nước tạ thị Thùy Trân. Nhưng sau 8 tháng điều tra, kết quả cảnh sát thu về được chỉ là Tự sát Gạt đi giọt nước mắt đau đớn, Nguyễn Đại Phong Chủ tịch tập đoàn Đại Phong đã xin phía cảnh sát ngưng việc điều tra Hôm ấy là ngày thôi nôi cô cháu nội của ông Nguyễn Thị Thùy Trâm Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả